Đêm nay, chúng tôi sẽ mở tổng đài bình chọn nhóm thí sinh được yêu thích nhất dành cho quý vị khán giả. Quý vị và các bạn có quyền bình chọn cho bất cứ nhóm thí sinh nào mà mình yêu thích để có cơ hội được quay số may mắn, nhận giải thưởng 20 triệu đồng và quà tặng từ nhà tài trợ Trà Xanh Không Độ. Xin chúc mừng bà khán giả Nguyễn Hồng Quang, chủ nhân của số điện thoại sau 0167822EDDDX đã may mắn nhận giải thưởng 20 triệu đồng và quà tặng từ nhà tài trợ Trà Xanh Không Độ khi tham gia bình chọn thí sinh được yêu thích nhất. Đêm 4 chủ đề cho người tôi thương và cũng xin chúc mừng đội Tam Hạp để được quý vị khán giả nhắn tin bình chọn nhiều nhất trong tuần qua. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho nhóm thí sinh mình yêu thích nhất trong tối hôm nay từ 22 giờ thứ sáu, 16 tháng 9 năm 2016. Tổng đài sẽ đóng vào 12 giờ thứ tư tuần tiếp theo, 21 tháng 9 năm 2016. Kết quả sẽ được công bố vào thứ sáu, 23 tháng 9 năm 2016. Cú pháp bình chọn chương trình cùng nhau tỏa sáng CNTS khoảng cách mã số đội rồi gửi về tổng đài 8234. Mã số bình chọn các nhóm thí sinh: mã số 01 tắc kè, mã số 02 cá biệt, mã số 04 à há, mã số 05 chân thần.